đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nêu quan điểm khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật cấm nhập khẩu urani làm giàu cấp độ thấp chưa qua chiếu xạ từ Nga. Việc này đang dẫn đến những cú sốc trong quan hệ kinh tế toàn cầu, nhưng sẽ không mang lại kết quả như mong muốn, thậm chí phá vỡ mối quan hệ cân bằng mong manh giữa các nhà xuất khẩu và nhập khẩu. Washington thì cho rằng việc này nhằm giảm dần và tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân dân sự của Nga. Nội dung đạo luật nói rõ, sau 90 ngày kể từ khi được ban hành, các sản phẩm uranium làm giàu thấp chưa qua chiếu xạ sản xuất ở Nga hoặc do các công ty Nga sản xuất không được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, các nhà máy điện phải đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân vì không thể nhập urani của Nga được miễn áp dụng luật này đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2028. Ngoài ra, đạo luật sẽ phân bổ 2,72 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách liên bang để khởi động năng lực làm giàu urani mới của Mỹ. Urani làm giàu là nhiên liệu chính cho các nhà mááy điện hạt nhân. Hiện Nga cung cấp khoảng 24% urani làm giàu cho các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, các công ty nước này chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho urani làm giàu nhập từ tập đoàn điện hạt nhân Rosatom của Nga.